Rồi xin kính chào quý vị toàn thể quý vị mình nha. Ở đây hôm nay đang ở cửa hàng bên công ty Châu Phú. Thì cái tủ lạnh LG này ngày hôm qua mấy anh em cũng đã xử lý xong rồi mà mình đi công chuyện về không có kịp. Thì có thử test lại là cái máy nó bị hư cái phần ga mà đã nạp rồi. Mà ga này ga 134 thì quay sơ cho các bạn xem. Chủ yếu cái chủ đề của mình ngày hôm nay muốn giới thiệu các bạn cái điều nó hay hay là cái tủ lạnh này là ông anh bên mình, ông quản lý kỹ thuật bên mình á là ổng tự động chế tác là thay vì một cái tủ lạnh bình thường là có một ngăn đông dùng ngăn mát đúng không? Đây, dạ tủ nó đang xả đá vậy nó còn âm 10 nè, đang xả đá. Âm 10 à, chưa đạt. Chút xíu nữa là tăng lên. Thì một cái tủ lạnh bình thường á là đang xả đá. Một cái tủ lạnh bình thường á là nó ngăn đông và một ngăn mát. Nhưng mà cái tủ lạnh này hơi đặc biệt ở chỗ là ông anh mình chế. Ông chế là một cái ngăn này đông, ngăn này cũng đông luôn. Đây là vì cái tác phẩm của ổng đây nè. Các bạn thấy lạ không? Đây nè, ổng chế cái quạt nằm ở đây nè quý vị. Ở đây ngăn đông này ha. Vậy là cái tủ lạnh này gồm hai cái quạt. À, kỹ sư Nhật thấy ổng này thấy chóng mặt luôn. Ổng chế ông khoét cái lỗ bà lớn như đây nè. Đó, ông khoét cái lỗ để mà ổng đưa cho quý vị coi nè, đây cái quạt của ổng nè. Thì cái gió trên ngăn đông này á bắt đầu sẽ đưa xuống ở dưới rất là nhiều. Thay vì bình thường có một cây thôi nhưng mà giờ ổng chế thành hai cây. Đây. Và cái tủ dưới này là ngăn đông thứ hai luôn. Thấy không ghê không nè. Gió lạnh quá trời nè quý vị. Đây, cái ngăn này bắt đầu đưa lên nè, thấy không? Là cái gió từ trên cái hơi lạnh này đưa xuống nè. Đó, bắt đầu ở đây. Thì ở đây đá này ông đã thể thử một hai ngày nay rồi, nó không có tan. Rõ ràng nhiệt độ đây là nhiệt độ rất là tốt, âm nhiệt độ âm rất là tốt và đá đây cũng không có tan tuyết luôn. Cái này là thịt cá nè quý vị, cái này cá ha. Thì đây là cái sản phẩm của ông anh tôi. Cái ông quản lý kỹ thuật ở bên công ty Châu Phú này, ông chế bằng cách ông khoét vào cái lỗ mót ở dưới này đưa cái gió từ trên ngăn đông đi xuống để mà gió nó sẽ nhanh hơn nhiều hơn để mà làm cho ngăn này dưới đây là nó đông đá luôn. Ông chế mục đích là ông sử dụng cho quán bán cơm. Đây à, tủ này cũ rồi nhưng mà cái này kỹ sư Nhật thấy là chóng mặt luôn. Để xem tủ bên này, tủ đây ngưng rồi. Thì đây cái tủ lạnh LG nó chỉ có hiện đá là đây, khói quá khói luôn, khói quá trời khói nè quý vị. Đang thử hôm qua tới giờ chạy rất là tốt rồi ha. À, thì cái tủ lạnh này ngon lành rồi. Mục đích của mình là giới thiệu cho các bạn xem cái tủ lạnh này ông anh ông chế rất là hay. Đây là tủ Toshiba thì cũng là đời cổ rồi, sử dụng ga 134 luôn nha quý vị. À, ông chế này nè, sản phẩm của đại ca tôi. Đây một lần nữa cho quý vị xem nha. Thì cái này cái này lúc đầu nghĩ là chắc là không có được đâu, nhưng mà qua quá trình thử nghiệm là thấy khi mà cho chạy khoảng tầm nửa ngày á thì bắt đầu là cái độ lạnh nó ngăn dưới là nó tốt lắm rồi. À, cho nên là tới bây giờ luôn ảnh đã thành công trong cái chuyện mà chế tác này. Tôi phải học hỏi luôn. Ở đây tủ đông, tủ này chắc bán. Thì tủ này, tủ đông này bán nha quý vị. Quý anh em nào mà có nhu cầu mà mua một cái tủ, cái này tầm mấy lít đây, để xem model nha. Model này là 255WA, tầm cũng cả là 250 lít thôi. À, quý vị ha, cái tủ này tủ đông của thằng Sanaki. Thì bao gồm hai ngăn, một ngăn đông và bên đây là ngăn mát để mở bên trong cho quý vị coi. Tủ vừa mới mua, thời gian sử dụng rất là ngắn, còn bảo hành luôn nha quý vị. Thì quý anh chị em nào mà có nhu cầu mà mua cái tủ đông này á, muốn biết được cái giá vui lòng comment bên dưới, mình sẽ đưa số điện thoại của người quản lý ở bên chỗ mua phòng mua bán của công ty Châu Phú này để các bạn có thể hỏi giá và người ta sẽ tư vấn. À, rồi các bạn muốn chuyển hàng về tới đâu á thì các bạn báo để mà người ta biết, người ta cho xe vận chuyển tới luôn. À, đây là cái tủ đông Sanaki sử dụng loại ga là 134 và đây cái này kia nè. À, ga 600, môi chất lạnh là ga 600. À, dung tích của nó là tầm 255 lít. À, vậy ha, âm dưới 18 độ luôn. Đây là có hết là ga 600, kích thước của nó là 985, dài 985, ngang là 620, ngang độ sâu là 620, còn 845 là cái độ rộng. Đây kích thước nó còn đây luôn quý vị. Đó, mình chia sẻ quý vị các bạn này. Các bạn nào mà có nhu cầu muốn mua cái tủ này, vui lòng để lại số điện thoại và cái địa chỉ. Thì cái người bên công ty Châu Phú người ta sẽ liên hệ với các bạn và báo giá vận chuyển về tới nơi nào, như thế nào, ra làm sao thì người ta sẽ báo giá cụ thể cho quý vị. Và tủ này zin hết tất cả nha quý vị. Cái này cái người dùng người ta mới dùng cái thời gian vài tháng thôi, người ta không có nhu cầu và ta dọn nhà ta đi á, bắt đầu là người ta bán lại thôi. Và bên mình bán này hàng đã qua sử dụng và tất cả đều có bảo hành nha. Đây quay cái sơ lược cho các bạn xem. Này 4 sao tiết kiệm. Rồi đại khái là cái mục đích chính của mình, cái chủ đề ngày hôm nay là giới thiệu các bạn cái tủ lạnh, cái tủ lạnh mà ông anh của mình ổng chế lại
từ một ngăn đông một ngăn mát, mà ông chế tạo thành cả hai ngăn đông, trên và dưới đều ngăn đông hết luôn tất cả. Ok, rồi xong. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để xem video này nha. Hẹn gặp lại các bạn.